Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm thả mồi tình ái Đỗ Thị Minh Phương, Trịnh Duyên Thanh bị cắn câu ra sao. Và đây ngay sau lưng tôi đây chính là khách sạn sang trọng Sheraton, nơi ông Tô Lâm và bộ công an của ông ta đã thả miếng mồi tình ái, đó là cô Đỗ Thị Minh Phương, đưa vào Đức vào hôm 19 tháng 7 năm 2017 để câu nhử và cuối cùng bắt cóc được ông Trịnh Xuân Thanh. Khách sạn này nằm trong trung tâm của Berlin, rất gần những khu công viên xanh mát và giá phòng thuê ở đây khá cao. Tuy nhiên, đối với các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ rất nhiều tiền nên nó không là một cản trở đối với họ khi họ thuê dài ngày ở đây. Và dường như các ông tướng công an của Bộ Công an Việt Nam rất biết tác dụng đặc biệt của miếng mồi tình ái đó, nên nó đã rất nhạy với các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam và họ đã bị cắn câu. Đó là vào ngày 19 tháng 7 năm 2017, khi đó cô Đỗ Thị Minh Phương đã đáp máy bay từ Việt Nam, trước đó sang Pháp, Paris, và từ đó cô ta bay sang Berlin. Ông Trung tướng Đường Minh Hưng và đội mật vụ của ông ta ở một khách sạn gần đây và đã lái xe ra tận sân bay của Berlin thề cờ để từ đó theo dõi và theo đuôi cô Đỗ Thị Minh Phương về khách sạn này. Phải nói rằng đó chính là hoạt động gián điệp mà Bộ Công an Việt Nam đã thực hiện trong thời gian trước đây ở Đức nhằm theo dõi và tổ chức bắt cóc công dân của mình ngay trên lãnh thổ của các nước châu Âu, mà cụ thể ở đây là tại Đức. Và cô Đỗ Thị Minh Phương được biết đây là lần thứ tư cô ta từ Việt Nam sang Đức với vai trò là người tình của ông Trịnh Xuân Thanh, và đến lần thứ tư thì cô ta mới bị bắt cóc cùng ông Thanh. Như vậy phải nói công an Việt Nam đã theo dõi việc cô Đỗ Thị Minh Phương sang Đức từ rất lâu, ngay sau khi ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn khỏi Việt Nam, và họ phải đợi đến thời điểm chín mồi mới theo chân và ra tay một cách chính xác. Cũng thời gian đó, ông Trịnh Xuân Thanh đã nói dối với vợ là ông ta phải vào trại tị nạn ít ngày, để ngày 19 tháng 7 năm 2017 ông ta đến đây để ở và quan hệ tình ái với nữ xinh đẹp của Bộ Công Thương này, đó là cô Đỗ Thị Minh Phương. Và như thế thì các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, mặc dù họ đang phải trốn tránh sự tầm nã của các đồng chí của mình ở Hà Nội, nhưng họ vẫn không quên ăn chơi và hưởng thụ bất chấp mọi nguy hiểm. Cũng tại đây, khách sạn Sheraton ở Berlin là nơi mà ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trước đó cũng đã tới ăn ở khi sang thăm nước Đức vào năm 2015. Điều đó cho thấy khách sạn này sang trọng như thế nào. Và ngay bên cạnh khách sạn Sheraton này chính là khách sạn Berlin và khách sạn Still Hope, nơi ông Trung tướng Đường Minh Hưng và đội biệt kích của ông ta ẩn mình theo dõi, rình rập cặp đôi này cả ngày cả đêm. Trong hồ sơ của tòa án cũng cho biết các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam cũng tham gia vào việc theo dõi công dân này, đó là Đại tá Tình báo Nguyễn Đức Thoa, Đại tá Tổng cục Cảnh sát Lê Thanh Hải, một người mật vụ khác tên là Trung mà Berlin hay gọi là Trung Béo cũng tham gia vào vụ việc này. Và một số người Việt Nam đang định cư tại Đức, họ sống ở Berlin và cũng tiếp tay cho Sứ quán Việt Nam để tham gia vào vụ bắt cóc này. Họ cũng có đến đây để lấy đồ của cô Đỗ Thị Minh Phương sau khi cô ta bị bắt cóc. Những thông tin trên đã được công bố rất rõ ràng tại phiên tòa xét xử ông Nguyễn Hải Long vào lần trước. Và cuối cùng thì vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, buổi sáng, ông tướng Đường Minh Hưng đã rời khách sạn Stay Hope ở gần đây từ rất sớm, và cuộc bắt cóc đã diễn ra vào lúc 10 giờ 47 phút khi cặp tình nhân này đang đi dạo trong công viên Berlin Tiergarten giữa trung tâm Berlin mà cách đây chỉ vài trăm mét. Nhóm bắt cóc đã dùng bạo lực bắt giữ và khiêng ông Trịnh Xuân Thanh, Đỗ Thị Minh Phương vào trong chiếc xe Volkswagen Multivan T5 là một loại xe bút nhỏ và chạy thẳng từ đó vào Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin để ẩn náu. Và giờ đây với việc bắt giữ và dẫn độ tiếp tục một người thứ hai, đó là ông gián điệp Lê Anh Tú từ Cộng hòa Séc về Đức vào hôm 1 tháng 6 năm 2022, thì những phiên tòa xử sắp tới sẽ hứa hẹn rất nhiều tình tiết mới được tiết lộ, và chúng ta sẽ biết rõ hơn âm mưu và cách thức mà ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã dùng thả mồi tình ái Đỗ Thị Minh Phương
để câu nhử và bắt ông Trịnh Xuân Thanh ở đây. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin của Thời báo .de ngay tại trước khách sạn Sheraton Berlin, nơi ông Trịnh Xuân Thanh và cô Đỗ Thị Minh Phương đã ở với nhau ít ngày trước khi bị bắt cóc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.